Quá chà chà, là một người làng, thật là bất ngờ quá đi ấy mà. Ayo là một thằng núp, trông có vẻ rất là trẻ trâu, nhưng thôi, tôi sợ cái đầu. Để mình lấy khẩu AK cái đã. Let's go baby! Đi thôi mọi người ơi, yes sir. Yo, hello noob, ta là cướp biển đây. Hey yo noob, bây giờ muốn đưa tiền hay là... Có đưa nhanh không ta mất kiên nhẫn người đó nha. Mau the fuck, ta lớn rồi không có ăn kéo. Nán đều. Ai shiba. A few moments later. Mi 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 mi. Ayo yo. Ladies and gentlemen. Ở kìa. Tăng 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 tăng. Ủa nhảy nữa coi. Tăng tăng tăng. Mi. Yes sir, hôm nay ta có mặt ở đây là để chấn lột cả người. Ôi thiệt là ngầu á. Hello bro. Oh yes sir, xem bro có gì nào. Hey. Oh my god, what the f. Yeah boy. Yes sir, bro có thể đi rồi. Yeah, cảm ơn bro nhiều nha. Yes sir. Người tiếp theo lên đi em. Oh, hello bạn nha. Bạn cho mình cái gì nó quý giá 1 tỷ nha. Oh, bạn tặng mình một chai nước. Thật là quý hóa quá đi. Để mình đi lấy ca để cho bạn rót nước nha. Dòng phát sinh with the bullet. Người tiếp theo lên đi, tốc độ lên nào. Oh, chỉ là một thằng bacon nữa. Chắc là không có gì giàu đâu. Bro, give me, give me, give me. Oh my god, wow. A few moments later. Oh bro, chill, chill, chill bro, chill, chill.